Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Alpha Computer. Anh em thấy sao về bộ PC bên cạnh mình đây? Với tông màu chủ đạo là đen và trắng đúng không? Anh em đoán xem mức giá của bộ PC này sẽ rơi vào khoảng bao nhiêu? Thôi để mình nói luôn nhá, mức giá của bộ PC này sẽ rơi vào khoảng hơn 9 triệu đồng. Vậy thì với hơn 9 triệu đồng bỏ ra, anh em sẽ nhận được những gì? Đầu tiên sẽ là CPU. CPU là Ryzen 3 2300X. Đây không phải là mẫu CPU mới đến từ phía AMD. Tuy nhiên, đây là một mẫu CPU rất tốt so với mức giá và hiệu năng. Cụ thể mức giá ở đây chỉ rơi vào khoảng độ 1 triệu 7 thôi. Tuy nhiên, anh em sẽ nhận được đó là gì? 4 nhân 4 luồng xung nhịp tối đa có thể đạt được 4.0 MHz. Rẻ đúng không? Chưa có bao giờ CPU rẻ tới mức này. Và để kết hợp với một CPU đến từ AMD, chúng ta đương nhiên rồi, cần mẫu bo mạch chủ khác đến từ AMD. Đó chính là A320MS2H đến từ Gigabyte. Mẫu bo mạch chủ này sẽ có 2 khe RAM, 1 khe HDMI và 1 khe PCIe 16X. Nói chung là phù hợp với các nhu cầu gọi là cơ bản. Và để đánh cặp được với hai linh kiện đến từ AMD rồi, thì linh kiện cuối cùng tại sao chúng ta không lựa chọn AMD luôn? RX 570 là sự lựa chọn của mình. Đây là một trong những cái lô RX 570 cuối cùng rồi. Anh em mà không nhanh tay lên thì cũng khó lòng có thể sở hữu được một bộ PC nào có mức giá nó hấp dẫn và lại khỏe như này nữa. Thì hiệu năng của các mẫu card loại đến từ AMD thì anh em phải biết rồi đấy, càng qua năm tháng nó càng khỏe chứ không có chuyện yếu đi đâu. Rồi thì RAM sẽ là một thanh 8GB đến từ Kingston HyperX. Thực ra thì rất nhiều anh em lựa chọn các bộ PC bây giờ đều trang bị 16GB RAM rồi. Tuy nhiên thì với mức giá rẻ chỉ rơi khoảng hơn 9 triệu đồng thôi thì 8GB RAM vẫn được. Anh em có thể mua về sau này có điều kiện hơn thì có thể mua thêm một thanh 8GB nữa để lên 16, sẽ phù hợp với các nhu cầu như làm việc hay là chơi game. Bởi một số game hiện tại yêu cầu tương đối nhiều RAM đấy. Và bộ nguồn thì với tông màu chủ đạo như mình nói ngay ban đầu rồi là đen và trắng, thì bộ nguồn cũng là màu trắng luôn. Đây là bộ nguồn đến từ Area Cool với công suất là 500W, phù hợp với Ryzen 3 2300X và RX 570. Còn vỏ cây là Sigmatic Gemini Active. Đây vỏ cây có màu trắng luôn, có một rẻ led ở đằng trước. Anh em có thể hoàn toàn đổi màu khác, thì hiện tại mình đang để màu trắng cho đồng bộ. Vậy thì với các linh kiện nhìn cửa kể trên ấy sẽ đi kèm sẵn theo bộ PC này. Có các linh kiện không đi kèm, đó chính là tản nhiệt rời và cũng với đó là ba quạt đến từ ID Cooling. Nếu anh em thích thì hoàn toàn có thể mua kiểu mua lẻ để cho kiểu bộ cây nó đẹp như này. Thì với cái mẫu tản nhiệt rời này, mức giá sẽ rơi vào khoảng độ 700 đến 800 nghìn đồng. Còn cái ba bộ ba quạt này sẽ rơi mức giá khoảng độ 700 nghìn đồng nữa. Mức giá khoảng 1 triệu tư, cộng với bộ PC này sẽ rơi khoảng độ 9 triệu 3 này, cộng 1 triệu tư sẽ rơi khoảng độ hơn 10 triệu, gần 11 triệu đấy. Tuy nhiên mình thấy vẫn mức giá rẻ ở cái thời điểm mà rất nhiều các bạn phải làm việc ở nhà, cũng như là kiểu vừa làm việc vừa chơi game, giải trí, nói chung là các kiểu ở nhà luôn. Thì với hơn 11 triệu đồng mình thấy vẫn là mức giá rất rẻ để có thể sở hữu bộ PC này. Rồi ok, mình sẽ không dài dòng nữa, mình sẽ tiến đến phần trải nghiệm hiệu năng của bộ PC này để cho anh em có một cái nhìn nó thực tế hơn. Waiting for the summer, no.
something to hold on to, gotta find it first. But here I am, 'cause I've been laying under palm trees waiting for the summer, knowing there's nowhere to go. Rồi ok, nếu như anh em quan tâm tới bộ PCN này thì đường link mình sẽ để ngay dưới phần mô tả video. Anh em có thể click vào. 28 này anh em biết là ngày gì không? Đó chính là ngày kỷ niệm 16 năm thành lập của AnFast. Thì bọn mình sale rất nhiều các sản phẩm như bo mạch chủ này, cả đồ họa, main, chip, màn hình. Rất nhiều các sản phẩm thì đường link mình sẽ để luôn ở dưới phần mô tả video. Em nhớ bấm like, share và subscribe kênh YouTube của AnFast Computer để không bỏ lỡ những video clip của chúng mình. Và đừng quên một điều, mặc dù hàng khan nhưng mà giá của AnFast là không đổi và hỗ trợ trả góp 0%, kể cả sản phẩm bên cạnh mình đây. Hẹn gặp lại anh em ở những video sau.